Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, lượng người tại các khu cách ly tập trung cũng đang tăng lên. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động có các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, lên phương án chữa cháy đối với từng cơ sở và duy trì thường trực sẵn sàng chiến đấu 24 trên 24 giờ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tòa nhà A1 tại khu đô thị mới Pháp Vân Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có 252 phòng và có thể tiếp nhận khoảng 2.000 người. Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành ra soát, đánh giá hệ thống phương tiện chữa cháy tại chỗ, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và nguồn nước phục vụ chữa cháy, đồng thời lên phương án chữa cháy với các tình huống cụ thể. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho Đảng ủy ban giám đốc có những kế hoạch, phương án cụ thể đối với những cái địa điểm mà khu vực cách ly nơi tập trung đông người cũng như là khu vực các cái bệnh viện mà có điều trị bệnh nhân nhiễm Covid thì khi mà chúng tôi thực hiện xong nhiệm vụ phải có hỗ trợ của cơ quan liên quan các cấp y tế để giúp cho cán bộ chiến sĩ tôi về công tác phòng dịch cũng như là khử khuẩn. Nếu mà có trường hợp xảy ra mà trường hợp nó có khả năng nghi nhiễm thì chúng tôi có thể là cách ly luôn cái số cán bộ chiến sĩ đấy theo yêu cầu của các cấp chính quyền. Tại thời điểm này cán bộ chiến sĩ luôn yên tâm tư tưởng để công tác và sẵn nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi có mệnh lệnh cấp trên. Lực lượng trực tiếp làm công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã được trang bị đầy đủ các biện pháp bảo hộ phòng dịch cá nhân, bảo đảm quân số ứng trực tại đơn vị, các thiết bị phương tiện phục vụ công tác chữa cháy sẵn sàng 24 trên 24 giờ. Đặc biệt công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại những khu dân cư bị cách ly, khu cách ly tập trung, các bệnh viện được đẩy mạnh. Trong tình hình chống dịch hiện nay thì anh em trong đơn vị vẫn thường xuyên đảm bảo quân số trực thường xuyên hàng sáng kiểm tra phương tiện và chuẩn bị phương tiện để đảm bảo công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu khi có nhiệm vụ khi có điều động của cấp trên. Hiện nay người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường, do đó nhu cầu sử dụng các nguồn điện, nguồn nhiệt tại các hộ gia đình có thể tăng lên. Vì vậy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đang tiếp tục tiến hành việc tuyên truyền hướng dẫn tại các khu dân cư để người dân nâng cao ý thức và kỹ năng xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra.